Vậy thật nhá. Dọc lắm.
Kia nào, kia nào, kia nào. Cứ là đi. Quá đến xịt đấy, bảo thôi. Được, chín rồi chị. Lật, lật, lật ngửa con vịt lên nhìn cho nó hấp dẫn. Dính ấy. Không, mày xách cầm đấy. Cầm đấy. Chân. Cầm mày chân nhá. Đèn xì, đéo nhìn cái mỏ đâu. Lật ngửa lên, cho nó màu vàng. Cháy quá không phải. Đấy. Được. Món cà rán châu Âu. Đấy, bạn đừng có đốt nữa rồi, nó chín rồi. Nhấc lên cho vào trong cái sành này luôn. Thành một sót luôn. Thôi, đấy, cầm cầm vào đây thôi. Cắt. Để ở chỗ mảnh sành này. Bẩn. Rồi, cầm vào đây thôi. Rồi. To lên, quẻ đéo vào bé như thế. À được, nó bay hết ta đi. Ngon đi. Ngon. Nhưng vẫn quá được. Thì cứ để mày để nguyên nữa, đừng cho thêm nữa là chín rồi. Là chín hơi mà. Banh hẳn nó ra, banh hẳn nó ra. Để tí cho nó nguội, bây giờ ăn thì béo được. Không, để tí nguội chụp. Ăn kiểu ngon lành rồi nhá. Cho lên chụp cái ảnh là chung bay, cầm cả con lên gặm cái đùi ra này. Cầm cả con lên. Bỏng. Cả con nó đen á. Con cầm cả con lên đấy gặm đùi ấy. Được, 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 được. Mấy cái ăn kiểu ngon lành ấy, không phải ăn kiểu bụp chụp đâu. Cầm cả con. Cầm một con lên. Để chụp cái chung bay. Thế mình cắt cái miếng nào này. Giật cái đuôi ra. Đấy. Sớt dai. Ăn, ăn cảm giác thật ngon này được. Cảm giác ăn đang đói ăn. Gật gật đầu thế nào. Đúng. Đấy. Biết tiến ruột đấy. Đấy cứ gật gật đi. Mày ngon mày vứt bỏ mày. Nhìn lại sướng nhỉ. Giật tiếp cái cánh ra, xong rồi dừng đúc. Giật tiếp cái cánh ra. Bảo không? Đừng nói. Nghe. Đừng nói chỉ nghe thôi. Quần cho tao một cái cánh nhá. Đấy, rồi cho mùng ạ. Đừng đi sát quá cười. Mẹ thì tông vứt bỏ xương lại lại không gặm ạ. Ăn đang ăn dở mà. Chứ cạo hết than trông không đẹp lắm kìa. Kệ nó, kệ nó, kệ nó. Cạo hết gì đã. Bọn nó nướng bị cháy thế mà. Thôi kệ kệ. Cứ ăn đi cân. Mình nướng trong rừng là để bảo để ngon được như chuẩn được như kiểu bọn nó làm ấy không được. Nó phải hơi cháy cháy tí. Nhưng là ăn được. Được. Nhìn mặt này nó vẫn xanh đẹp được. Vặt miếng to to vào.